Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin tai nạn giao thông được phát sóng trên kênh truyền hình giao thông từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần. Chúng tôi xin mở đầu bản tin tai nạn giao thông ngày hôm nay, ngày 10 tháng 6, qua việc đề cập đến tình huống giao thông nguy hiểm được người dùng mạng xã hội đăng tải. Vụ việc được camera giám sát ghi lại cho thấy khoảnh khắc hai em bé chạy băng qua đường để vào nhà mà không hề được người lớn dắt tay. Ít giây sau, hai em bé tiếp tục chạy qua đường một lần nữa. Tuy nhiên, một bé không còn gặp may mắn như lần trước khi bị một xe ô tô lao đến, đâm trúng. Trước tình huống bất ngờ này, sẽ rất khó để ô tô phản ứng và xử lý kịp thời, dù phương tiện này đang đi với tốc độ khá chậm. Mặc dù vẫn chưa rõ mức độ thương vong của bé gái bị tông trúng, nhưng nhiều khả năng em bị thương không nhẹ khi phần đầu đập mạnh xuống đường. Theo dõi clip, phần lớn đều tỏ ra bất bình trước thái độ chủ quan của người phụ nữ áo xanh khi trông trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ vốn hiếu động, ham chơi và chưa lường trước được nhiều tình huống xung quanh mình. Do đó, đôi lúc chính sự lơ là của những người trưởng thành khiến các em rơi vào nguy hiểm. Trên thực tế, nhiều tài xế đi đúng luật nhưng vẫn bị vạ lây bởi những trường hợp như thế này, điển hình như người phụ nữ điều khiển xe máy trong đoạn clip dưới đây. Tuy đã giữ tốc độ lưu thông vừa phải, song sự xuất hiện bất ngờ của bé trai vẫn khiến chị không kịp xử lý. Đoạn clip càng khiến người xem phẫn nộ khi một người đàn ông được cho là người thân của bé trai, dù chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân nhưng đã có hành động hành hung, lớn tiếng với nữ tài xế. Cả hai vụ việc trên một lần nữa cảnh tỉnh nhiều phụ huynh cần phải cẩn trọng trong việc chăm sóc và bảo vệ con em mỗi khi ở ngoài đường, cũng như thái độ của họ khi đối mặt với những vụ va chạm không mong muốn. Để tiếp tục bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn thông tin về một số vụ tai nạn giao thông xảy ra trong ngày. Tính đến thời điểm 15 giờ ngày 10 tháng 6, chúng tôi đã cập nhật được ít nhất một vụ tai nạn và một vụ cháy xe khiến một người thiệt mạng. Khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay, một người đàn ông sinh năm 1971, trú tại phố Trần Bình Trọng, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, điều khiển xe máy biển kiểm soát 34M9-4789 đi trên quốc lộ 5 hướng Hải Phòng đi Hà Nội. Khi đến km 56+980, đoạn thuộc địa phận thành phố Hải Dương, chiếc xe máy bất ngờ đâm vào đuôi xe container biển kiểm soát 15C-14100 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 15R-07417 đang đỗ ven đường. Cú đâm mạnh khiến nam tài xế xe máy đập đầu vào phần rơ móc rồi ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy hư hỏng nặng. Tại khu phi thuế quan, bãi tập kết xe chở xuất khẩu thuộc xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn vào sáng nay, phần đầu của một xe container bất ngờ xuất hiện lửa cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang một xe khác đang đỗ bên cạnh, tạo thành những cột lửa khói lớn. Phát hiện vụ việc, mọi người cố gắng tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Các tài xế cũng nhanh chóng vào cabin những phương tiện khác để điều khiển phương tiện đi xa, tránh xảy ra hỏa hoạn lớn hơn. Vụ việc khiến hai xe bị cháy rụi, gây thiệt hại lớn về tài sản và phương tiện. Nguyên nhân ban đầu xác định có thể do xe container phải chạy lạnh liên tục, khiến các bình ắc quy bị quá tải sinh ra chập điện, cháy nổ. Được biết, những phương tiện này đều mang biển số Bình Dương, đang tập kết để chuẩn bị vận chuyển hoa quả sang Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh. Trước đó vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng qua ngày 9 tháng 6, tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ tai nạn giữa chiếc xe máy biển kiểm soát 20F9-7994 do bà Nguyễn Thị X, sinh năm 1950, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, điều khiển và xe bồn biển kiểm soát 38C-00280. Sau tai nạn, người phụ nữ điều khiển xe máy bị cuốn vào gầm xe bồn, thiệt mạng tại chỗ. Ngay sau khi nhận được tin nhắn, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, điều tra nguyên nhân và giải quyết vụ việc. Trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, vào lúc 8 giờ sáng qua, xe chở dầu mang biển kiểm soát 79H00293 trong lúc ôm cua về hướng đường Lê Hồng Phong đã cán phải xe ga do một người phụ nữ trú ở khu đô thị Lê Hồng Phong, phường Phước Long cầm lái, đang lưu thông cùng chiều. Sau khi cuốn cả người phụ nữ và phương tiện vào gầm, tài xế xe chở dầu đã lập tức cho xe dừng lại. Hậu quả, nạn nhân bị thương, chiếc xe máy cũng hư hỏng nặng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tai nạn giao thông ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.